Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online, kênh review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Tức là em không phải là môi giới nha. Em có để số điện thoại của chủ nhà ở trong video cho mọi người liên hệ trực tiếp cho chủ nhà luôn, không cần phải qua môi giới. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà 2 tầng nằm ở ngay hẻm 103 Nguyễn Thị Thập bên quận 7 mà giá chỉ có 2 tỷ 2 thôi nha mọi người. Thì hiện tại em đang ở ngay hẻm 103 nè. Thì đi vô tầm khoảng chừng 100m thôi, mọi người sẽ thấy cái nhà này nè. Đó là cái nhà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người. Thì nhà mình có cái địa chỉ là 103/36 đường Nguyễn Thị Thập ở phường Tân Phú quận 7 nha mọi người. Và đây là đường trước nhà của mình nè mọi người thấy không? Đó là xe ba gác là tới được tận nơi luôn nha, nhưng vẫn còn thêm một khoảng trống nữa. Xe máy chỗ này là đi được khoảng 3-4 chiếc. Và đường trước nhà của mình á là đường đổ nhựa nâng cao nha. Đó, không có cống cũng không có cột gì hết luôn, không có lỗi phong thủy gì hết nha. Còn đây là không gian bên ngoài nhà của mình nè. Rồi, bây giờ em sẽ đi vô bên trong, em quay cho mọi người xem. Thì nhà mình á có cái diện tích bề ngang là 4, bề dài là 8, kết cấu là đó, giá đang kêu. Giá này còn thương lượng chút đỉnh thôi nha mọi người. Đây là cái không gian ở dưới trệt của mình nè. Đó, thì nhà này là nhà ở chính chủ từ đó tới giờ luôn, là chưa có qua đầu tư gì hết. Cho nên là mọi người cứ yên tâm nha, là mua được cái giá rất là hữu nghị luôn. Đây là không gian ở dưới trệt, nhà để đồ hơi nhiều tí xíu nha mọi người. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ đi tới khu vực ở đằng sau. Thì đây là cái khu vực bếp và cầu thang dẫn lên lầu 1 nha mọi người. Đây là khu vực bếp nè. Đó, bếp là ở đây, bếp xây dạng chữ L và là bếp âm. Còn khu bên đây là chỗ chủ nhà đang để làm chỗ đựng tủ lạnh nè. Đó. Và kế bên bếp sẽ là cái khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng khá là rộng rãi, gia chủ để được một cái máy giặt ở đây luôn nè mọi người. Đó. Và bên đây là bồn cầu và bồn lavabo nha. Đó, dưới cầu thang cũng có thêm một cái khoảng nhỏ nữa để có thể để được các vật dụng không cần thiết nha mọi người, là một cái kho mini. Đó, và đây là cái góc nhìn từ ở dưới bếp lên nè. Rồi, bây giờ em sẽ đi lên tiếp khu vực lầu 1, em quay cho mọi người xem nha. Thì ở giữa cầu thang á, chủ nhà có trang trí một bức tranh nè và có gắn một cái đèn rất là đẹp nha mọi người. Đây là cái khu vực ở trên lầu 1. Đây, thì phía bên tay trái chúng ta, bên đây là chủ nhà, là một cái phòng ngủ ở đây nha mọi người. Đây là cái phòng ngủ nè. Đó. Và bên trong đây có một cái nhà vệ sinh nè mọi người. Đây, nhà vệ sinh rất là rộng luôn. Phòng ngủ trên lầu 1 là có nhà vệ sinh riêng nha, máy nước nóng đầy đủ hết luôn nha mọi người. Đây. Đó, chỗ này là để thêm một cái tủ đó, đựng quần áo đó nè mọi người. Rồi, em sẽ đi qua tiếp cái phòng ở đây nha. Thì trên đây á là giống như là một cái tầng đúc nè mọi người. Cái cầu thang dẫn là một cái tầng đúc á. Nó xây lệch tầng á. Đó, xây lên trên để làm sinh thượng nha. Còn bên đây là mình có thêm một cái phòng nữa nè mọi người. Đó, phòng ngủ nè mọi người. Rồi, đây là cái đường trước nhà của chúng ta nè. Đây cái đường trước nhà của chúng ta nè, rất là rộng rồi thấy không. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp lên cái khu vực lầu còn lại, em quay cho mọi người xem nha. Đây, trên đây thì chúng ta có thêm một cái phòng ngủ nữa nha mọi người. Đó, phòng rất là rộng rồi thấy không. Để được giường, bàn tủ làm việc hết luôn nha. Còn trên đây sẽ là cái khu vực sân thượng, thấy không, rất là rộng luôn, đúng thật hết luôn nha mọi người. Chỗ này là làm trồng cây hay phơi đồ gì đều được hết nha.